Sự việc chứng kiến nhiều trường hợp, có những người bạn đồng liêu cùng giúp nhau lập nên nghiệp lớn, nhưng cũng có những trường hợp thật trớ trêu, khi kẻ làm quan, người làm cướp. Có một đôi bạn thân từ thời ấu thơ, học cùng một thầy, nhưng từ nhỏ đã thể hiện chí hướng khác nhau, và trớ trêu thay, lịch sử lại để họ trở thành đối thủ của nhau trên chiến trường. Đó là đôi bạn Phạm Đình Trọng và Nguyễn Hữu Cầu. Phạm Đình Trọng và Nguyễn Hữu Cầu tuy cùng sinh ra ở Hải Dương, nhưng lại ở trong hai gia cảnh khác nhau. Phạm Đình Trọng là con trai thứ hai của quan Phạm Huy Ánh, hàm Thái tử Thái Bảo. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Cầu là con trong một gia đình nông dân. Thuở nhỏ, gia đình Nguyễn Hữu Cầu rất nghèo khó, dù thế, ông vẫn chịu khó học hành. Nguyễn Hữu Cầu và Phạm Đình Trọng học cùng một thầy, nên quen biết và dần dần hiểu nhau. Nhưng cả hai lại có thành kiến với nhau. Một hôm, thầy đi đám, thầy liền cho hai học trò đi theo. Lúc về, nhà đám có cho một cái thủ lợn. Cầu và Trọng không ai muốn xách. Thầy liền ra vế đối, ai đối không được thì phải xách thủ lợn. Thầy đọc, Huề Trư Thủ, nghĩa là xách thủ lợn. Trọng đối lại, Phan Long Lân, nghĩa là vịn vây rồng. Cầu lại đối rằng, diệt tần phá sở. Thầy liền cầm cây quạt gõ lên đầu thằng Cầu, nói rằng đối không chuẩn, thừa chữ, và phải xách thủ lợn. Cầu cãi lại rằng, con đối sai thật, nhưng ý là muốn bóp vẫy rồng kia, chứ không thèm vịn vây rồng như Trọng. Nguyễn Hữu Cầu quả là khẩu khí rất lớn, còn muốn bóp vẫy rồng. Nhưng rồng là sinh mệnh cao cấp, hành xử theo thiên ý, làm mưa tạo phúc cho dân. Vậy tại sao phải bóp vẫy rồng nhỉ? Một lần khác, thầy ra vế đối, 10 rằm trăng náu, 16 trăng treo. Trọng đối rằng, tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc. Còn Cầu đối rằng, tháng 10 sấm rạp, tháng chạp sấm động. Nghe hai trò đối xong, thầy bảo, thằng Trọng có khẩu khí làm quan to, còn thằng Cầu thì chỉ làm giặc. Lời của Nguyễn Hữu Cầu có khẩu khí lớn, giống như muốn hô mưa gọi gió, đánh lên sấm sét đùng đùng. Từ đó, thầy cũng không muốn dạy Nguyễn Hữu Cầu nữa, nên Cầu phải tìm thầy khác, tiếp tục việc học hành. Một hôm, nhà ông thầy mới của Nguyễn Hữu Cầu có việc, phải mổ bò đãi khách, nhân đó thầy ra vế đối là Tề Hoàng Ngưu, nghĩa là giết bò vàng. Cầu nhanh nhảu đối ngay rằng, trảm bạch xà, nghĩa là chém rắn trắng. Mà rắn trắng trong truyền thuyết, tượng trưng cho khí số nhà Tần, đã bị Lưu Bang chém chết trong sự kiện trảm xà khởi nghĩa. Điều này ý rằng Cầu muốn lật đổ triều đình hiện tại, bắt chước Lưu Bang, lập lên đế nghiệp. Thầy bảo, đối thế là sai luật. Cầu đáp, tôi chỉ cốt lấy ý chứ không cần luật. Vả lại, giết bò vàng đối với chém rắn trắng mà không đúng luật à. Thầy liền động viên, thế thì mày có chí lớn đấy, cố lên con ạ. Sau đó, Nguyễn Hữu Cầu học võ, vì gia cảnh quá nghèo nên đành tập hợp trai tráng, đi làm cướp. Lúc này tại triều đình, chúa Trịnh Giang lấn át vua Lê, chỉ lo ăn chơi sa đọa, sưu cao thuế nặng, khiến người dân oán thán. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Năm 1739, Nguyễn Hữu Cầu gia nhập cuộc khởi nghĩa của hai anh em Nguyễn Tuyển và Nguyễn Cừ ở Ninh Xá. Nguyễn Hữu Cầu nhanh chóng tỏ ra là một vị tướng tài ba, lập công lớn qua các trận đánh. Dần dần, ông nhận được sự tin yêu của Nguyễn Cừ. Nguyễn Cừ quyết định gả con gái cho Cầu. Bởi có tài cả văn lẫn võ, lại bơi lội rất giỏi, nên Nguyễn Hữu Cầu được gọi là quần he. Vì he là tên một loài cá rất mạnh ở Biển Đông, bởi Hữu Cầu bơi khỏe và hùng dũng, nên được gọi như vậy. Năm 1741, cuộc khởi nghĩa thất bại, thủ lĩnh Nguyễn Tuyển bị hạ sát, Nguyễn Cừ bị bắt. Hai tướng trụ cột là Hoàng Công Chất và Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục lãnh đạo quân lính, nhưng tách ra thành hai cánh quân khác nhau. Nguyễn Hữu Cầu đem quân tiến đánh núi Đồ Sơn và đất Vân Đồn, dù gặp không ít khó khăn, nhưng cuối cùng, quân của Cầu cũng chiến thắng. Nguyễn Hữu Cầu xây dựng Đồ Sơn thành căn cứ vững chắc. Trong khi đó, Hoàng Công Chất dẫn cánh quân của mình hoạt động ở Sơn Nam. Cánh quân này rất giỏi thủy chiến, thường ra vào nơi cỏ rậm bùn lầy mà không để lại dấu tích. Hai cánh quân của Nguyễn Hữu Cầu và Hoàng Công Chất liên minh với nhau khá chặt chẽ, gây cho quân Trịnh tổn thất rất lớn. Sau những trận thắng lớn, thanh thế của Nguyễn Hữu Cầu ngày càng lớn. Các sử gia đánh giá Nguyễn Hữu Cầu là người lắm mưu mẹo, có những lúc bị bao vây đến mấy lớp, thế nhưng Nguyễn Hữu Cầu vẫn thoát được ra ngoài.
Khi Nguyễn Hữu Cầu không được thầy dạy tiếp nữa, phải chuyển sang học thầy khác, thì Phạm Đình Trọng vẫn dùi mài kinh sử. Năm 1739 là thời điểm Nguyễn Hữu Cầu gia nhập cuộc khởi nghĩa, thì cũng chính là thời điểm Phạm Đình Trọng dự thi lần đầu và đỗ tiến sĩ, giữ chức phó đô ngự sử. Sau đó, ông được chúa Trịnh Doanh Phong làm hiệp thống lĩnh. Quân Nguyễn Hữu Cầu nhiều lần đe dọa tấn công vào kinh thành Thăng Long, khiến chúa Trịnh lo lắng. Cả một vùng rộng lớn thuộc Hải Phòng và Quảng Ninh ngày nay đều lọt vào tay của Nguyễn Hữu Cầu. Các binh tướng nhà Trịnh đều e ngại khi đối đầu với quận He. Trong khi đó, Phạm Đình Trọng được cử phối hợp cùng viên tướng nhiều kinh nghiệm là Hoàng Ngũ Phúc đi đánh dẹp quân của Nguyễn Hữu Cầu. Vậy là lời tiên đoán của người thầy khi xưa đã ứng nghiệm. Phạm Đình Trọng làm quan lớn trong triều đình, còn Nguyễn Hữu Cầu thì làm giặc. Và trớ trêu thay, họ lại đối mặt với nhau trên chiến trường. Nhận lệnh triều đình đánh đuổi quận He, Phạm Đình Trọng tỏ ra rất tự tin trong cuộc đối đầu với người bạn học thời thơ ấu. Khi hai bên dàn quân, Phạm Đình Trọng ra vế đối, rồi sai người đưa đến cho người bạn học thời xưa là Nguyễn Hữu Cầu. Câu đối như sau: Thổ triệt bán hoành, thuận giả thượng, nghịch giả hạ. Có nghĩa là, chữ thổ nếu bỏ đi một nửa nét ngang, để xuôi là chữ thượng, để ngược là chữ hạ. Câu này có ý khuyên nhủ Cầu, nếu thuận theo triều đình thì có chức, chống lại thì bị diệt. Với câu đối này, rõ ràng Trọng không hề muốn đánh bạn mình, nên có ý khuyên Cầu nên về với triều đình thì sẽ được phong quan. Nguyễn Hữu Cầu liền đối lại rằng: Ngọc tàn nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương. Nghĩa là chữ ngọc có một dấu chấm, để lên đầu là chữ chúa, bỏ đi là chữ vương. Ý nói chí lớn của mình, nếu không làm chúa thì cũng làm vương, chứ không chịu hàng. Khuyên nhủ không thành, Phạm Đình Trọng buộc phải đối đầu với Nguyễn Hữu Cầu. Là người hiểu rõ Nguyễn Hữu Cầu, nên dù nhiều người lo ngại khi đối phó với quận He, Phạm Đình Trọng lại rất bình tĩnh giang trận. Một trận đánh vô cùng ác liệt diễn ra tại Xương Giang, nay thuộc Bắc Giang, quân của Nguyễn Hữu Cầu bị thất bại nặng nề, khiến Cầu phải lui quân về vùng đồng bằng Duyên Hải Đông Bắc. Từ khi hưng binh, chưa bao giờ quân của Cầu lại bị thiệt hại lớn đến thế. Trên đường rút lui, Phạm Đình Trọng chia quân truy kích, tướng thân cận của Cầu tên là Thông, cùng hơn 10 thuộc hạ, bị Phạm Đình Trọng bắt được và xử chém. Việc này khiến Nguyễn Hữu Cầu bị tổn thất quá lớn. Sách Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục mô tả rằng, Thông là người nhanh nhẹn, có cơ mưu, được Hữu Cầu coi như là người ruột thịt. Nguyễn Hữu Cầu cho quân của mình rút đến Hạc Động, giáp tranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh ngày nay, để lập căn cứ mới. Nơi đây có địa hình khá hiểm trở, được che chở bởi các con sông. Nhờ địa thế này, Nguyễn Hữu Cầu đã tránh được các đợt tấn công như Vũ Bảo của Phạm Đình Trọng và Hoàng Ngũ Phúc, đồng thời có những đợt tấn công bất ngờ, gây thiệt hại cho quân của Trọng. Vì bị Phạm Đình Trọng gây cho nhiều thiệt hại, Nguyễn Hữu Cầu tối tăm mặt mũi, quyết định làm việc bất nghĩa. Cầu đã cho đào mã mẹ của Trọng lên, lấy hài cốt vứt xuống sông. Trọng khóc lóc, thề quyết đánh bại Cầu. Cũng chính từ thời điểm này, Trọng đưa quân đánh Cầu không còn chỉ là vì tuân lệnh triều đình nữa, mà còn là để báo thù. Nguyễn Hữu Cầu bắt đầu dùng kế, cho một cánh quân tiến đánh vùng Sơn Nam, thế là chúa Trịnh Doanh phải điều Phạm Đình Trọng đến giải nguy cho Sơn Nam. Thấy chúa Trịnh đã điều quân đi, Nguyễn Hữu Cầu lập tức chuẩn bị, hòng cho quân tấn công Thăng Long bất ngờ, ngay giữa đêm khuya. Nhưng cuộc tập quân có phần chậm hơn dự tính, đến sáng thì mới tập quân được. Đến lúc này, chúa Trịnh Doanh đã phát hiện mưu kế của Cầu, ông vội vàng cho gọi Phạm Đình Trọng quay lại để giải cứu. Đồng thời, chúa Trịnh cũng thân chinh ra trận, chỉ huy quân lính, xung phong lên trước để đánh chặn quân của Cầu. Trận chiến diễn ra ác liệt, thành Thăng Long nguy trong sớm tối. Nhưng nhờ có Phạm Đình Trọng kéo quân đến kịp, nên thành Thăng Long mới được giải nguy. Nguyễn Hữu Cầu rút về, cho quân hoạt động ở huyện Thần Khê và Thanh Quan, nay thuộc tỉnh Thái Bình, đồng thời liên kết với quân của Hoàng Công Chất. Quân của Nguyễn Hữu Cầu đi tới đâu, quân Trịnh đều sợ hãi. Sách Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục có ghi chép rằng, Nguyễn Hữu Cầu là người mạnh khỏe, nhanh nhẹn và rất hăng hái, cơ mưu trăm nẻo khó ai lường. Nhiều phen bị vây đến mấy vòng, chỉ một mình một ngựa vượt được ra ngoài, thế mà chỉ vài hôm sau, đã có quân đông đến hàng vạn. Khi ra trận, cưỡi ngựa, cầm siêu đao, tiến như bay, quân sĩ ai ai cũng phải sợ mà chạy dạt, đến cả các tướng cũng phải tránh uy phong của hắn.
khi ấy, chỉ có Đình Trọng là thề quyết chí diệt Nguyễn Hữu Cầu cho bằng được. Triều đình do vậy đã đặt hết niềm tin ở Đình Trọng. Phạm Đình Trọng lúc này được triều đình trao binh quyền, có thể điều động binh mã ở bất kỳ nơi đâu. Nhờ đó mà ông huy động được một lực lượng lớn mạnh nhằm tấn công Nguyễn Hữu Cầu. Mặc dù Nguyễn Hữu Cầu dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng không cứu được thế quân. Quân của Cầu bị thua liên tiếp mấy trận, liền phải rút về Nam Sang và Bình Lục, lập căn cứ mới ở đây. Tháng 2 năm 1751, Hoàng Ngũ Phúc cùng Phạm Đình Trọng đưa quân dọc theo dòng Hoàng Giang, tiến đánh vào căn cứ mới của Nguyễn Hữu Cầu. Quân của Cầu thua to, tàn quân chạy đến Nghệ An. Bấy giờ, vùng Nghệ An đang là địa bàn hoạt động của quân Nguyễn Diên, cũng là người quen của Nguyễn Hữu Cầu. Vì thế, Nguyễn Diên giúp Nguyễn Hữu Cầu có lương thực và cho đóng ở vùng Hương Lãm chờ thời. Quyết không để cho Nguyễn Hữu Cầu có thời gian xây dựng lực lượng, Phạm Đình Trọng cho quân đánh gấp vào Hương Lãm. Quân sĩ theo Cầu đã nhiều năm chinh chiến liên miên, lại phải đi xa đến tận Nghệ An, nên đã rất mệt mỏi, cố gắng trụ lại nhưng không nổi. Thế đã cùng, Nguyễn Hữu Cầu cùng tàn quân, bí mật trốn ra vùng ven biển, dùng thuyền đi về phía Bắc. Thế nhưng gặp phải bão tố, thuyền bị vỡ và đắm gần hết. Quân của Nguyễn Hữu Cầu đành vào lại đất liền, tìm đến dãy Hoàng Mai, nhưng chưa kịp hạ trại thì bị Phạm Đình Trọng tìm đến đánh úp. Nguyễn Hữu Cầu bị bắt, bị nhốt vào củi, giải về thành Thăng Long. Cầu quyết định phá ngục chạy trốn, nhưng việc bất thành, lại bị bắt trở lại. Tháng 3 năm 1751, chú Trịnh quyết định ngày hành hình Nguyễn Hữu Cầu. Ngay trước hôm hành hình, Trọng lại gần, hỏi xem Cầu có cần gì không, nhưng Cầu thản nhiên ngồi hát sướng, rất ngang tàng. Trọng nói, anh bây giờ như con chim trong lồng, còn gì mà hát, nghe nói anh có tài thơ, trong trường hợp nào cũng làm được, vậy anh thử làm bài thơ Chim trong lồng xem sao. Nguyễn Hữu Cầu liền ngâm bài thơ như sau. Nhất lung thiên địa tàn thân tiểu, vạn lý phong vân cử mục tần, hỏi sao sao lụy cơ trần, bận tài bay nhảy xót thân tan bồng, nào khi vỗ cánh rỉa lông, hót câu thiên túng trong vòng lao lung, chim oanh nọ vẫy vùng dậu bắc, đàn loan kia túc tác cành nam, mặt bay đông ngữ tây đàm, chờ khi phong tiện dứt dàm vân lung, bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán, phá vòng vây làm bạn kim ô, giang sơn khách diệt tri hồ. Trọng nghe Cầu đọc thì đứng lặng hồi lâu, rồi bỏ đi mà không nói gì. Hận Cầu làm việc quá tận, đào mã mẹ mình vứt xuống sông, Trọng về quê Cầu, cuộc mộ bố của Cầu và giết cả ba họ, vợ của Cầu phải tự vẫn. Dẹp yên được Nguyễn Hữu Cầu, Trọng được phong làm binh bộ thượng thư, chức quan cao nhất chỉ huy quân đội. Thế nhưng, chỉ 3 năm sau thì Trọng mất, lúc ấy Trọng chỉ tròn 40 tuổi. Hai người bạn với nhau từ thuở nhỏ, nhưng lại luôn đối chọi nhau từ cả chữ nghĩa đến gươm đao. Trước đây, những người tin vào tâm linh thường ví hai người dường như có nợ nhau từ kiếp trước. Cầu mất thì Trọng cũng mất theo. Ngày nay, tại quê của Phạm Đình Trọng ở làng Khinh Giao, xã An Thông, An Dương, Hải Phòng, người dân đã lập đền thờ cho cả đôi bạn này. Bên cạnh đền thờ Phạm Đình Trọng, có cả đền thờ Nguyễn Hữu Cầu. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo.